Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua, quan chức thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng đê Trường Khai bị vỡ vào 2 ngày trước. Con đê được thiết kế để chịu lũ lụt 20 năm mới có một lần, nhưng do thiếu kinh phí, nhiều tuyến kè không đạt tiêu chuẩn. Hoàng Sài Đông, Phó thị trưởng thành phố Phúc Châu cho biết theo ước tính, vụ sập bờ kè gây thiệt hại tổng cộng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ và số liệu thống kê chính thức sẽ không được công bố cho đến khi nước rút. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, Ji Xiao, phó giám đốc và kỹ sư cao cấp của Viện Khảo sát và Thiết kế Thủy điện Phúc Châu, tuyên bố rằng do tổng chiều dài của đê Trường Khai là 81,8 km và kinh phí đầu tư hạn chế, hầu hết các tuyến đê đều không đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế cho chống lũ lụt 20 năm mới xảy ra một lần. Theo Di Xiong Seng, đê Trường Khai nằm ở hữu ngạn của trung lưu sông Phú Hê với diện tích được bảo vệ là 100,65 km2 với 122.900 ha đất canh tác và dân số được bảo vệ là 144.300 người. Dự án kè trọng điểm duy nhất ở Phúc Châu với diện tích được bảo vệ là hơn 100.000 ha. Vết vỡ nằm ở phần Heja của núi Lishan ở đê Trường Khai, bờ kè cao 5,5 m và rộng 10 m ở đỉnh. Do vào mùa lũ sớm nên đê hoạt động ở mức nước dâng cao, ngâm trong thời gian dài khiến bờ bao bị mềm. Ngoài ra, đoạn kè bị vỡ nằm trên bờ lõm ở hạ lưu, nơi hợp lưu của cảng cạn và dòng chính của sông Phú Hê. Sau khi hợp lưu, dòng chính của sông Phú Hê sẽ đập trực tiếp vào thân kè, làm cho phần kè dưới nước bị rỗng và dốc. Mái ta luy chân kè bị thấm và bão hòa. Khả năng chống vỡ cường độ thấp, dễ bị sụp đổ dưới tác động của sóng, gió và mực nước lớn. Khi được hỏi về chi phí sửa chữa đập hàng năm, Ji Xiao khẳng định rằng anh không biết. Hoàng Sài Đông, Phó thị trưởng thành phố Phúc Châu cũng trả lời câu hỏi tương tự. Hoàng cho biết tài chính của Phúc Châu có hạn, kinh phí cấp trên phân bổ cũng không nhiều. Mặc dù Phúc Châu đã nhiều lần sửa chữa đê Trường Khai trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hoàng Sài Đông cho biết lũ lụt vượt quá kỷ lục lịch sử, chất lượng đất của thân đê và nền đê kém và vết vỡ của đê nằm ở vị trí nước dâng cao nhất của dòng chảy. Đây là 3 nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở đê. Tính đến thời điểm hiện tại, không có ai chết. Theo ước tính, vụ sập bờ kè gây thiệt hại tổng cộng khoảng 1 tỷ nhân dân tệ và số liệu thống kê chính thức sẽ không được công bố cho đến khi nước rút. Sau khi việc phong tỏa Trường Khai hoàn tất trong vài ngày tới, chính quyền địa phương sẽ ngay lập tức sử dụng các phương tiện và thiết bị bảo tồn nước khác nhau để thoát lũ trong vùng thiên tai, nhằm đảm bảo người dân có thể gieo cấy lúa vụ 2 đúng thời vụ và giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tiến hành vệ sinh khử trùng để đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh lớn sau thảm họa lớn. Theo thông tin từ đơn vị cảnh sát thủy điện vũ trang, tính đến 6 giờ tối qua, Trường Khai đã hoàn thành việc bịt kín lỗ thủng 171,7 m. Xiong Zhang, Phó Chính ủy Quân đoàn Thủy điện số 2 thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang cho biết việc tăng tốc là do giải quyết được trở ngại lớn nhất chính là đường giao thông. Đơn vị thủy điện và cảnh sát vũ trang đặc biệt sử dụng máy móc hạng nặng để sửa chữa đường đắp. Theo thống kê từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia Trung Quốc và Bộ Nội vụ, tính đến nay gần 73 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 23 tỉnh, khu tự trị trên cả nước trong năm nay. Đã có 392 người chết do thiên tai, 143 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 88,1 tỷ nhân dân tệ. Theo giới thiệu của Ủy ban Quốc phòng, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn gần đây, hồ chứa Danjai ở huyện Yangfeng, tỉnh Hyangsan, tỉnh Quý Châu đã bị sập do lũ lụt vào khoảng 8 giờ ngày hôm qua. Không có người nào bị nguy hiểm ở hạ lưu hồ chứa và không có thương vong do sự cố vỡ đập. Đây là sự cố vỡ đập hồ chứa loại nhỏ thứ 6 trên cả nước kể từ mùa lũ năm nay. Để đối phó với các vụ sạt lở đất đai và tai nạn hồ chứa nghiêm trọng gần đây ở Quý Châu và các tỉnh và khu vực khác, Bộ Quốc phòng đã ban hành một thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu và dự đoán nguy cơ kịp thời, kiên quyết di chuyển dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai lũ quét và vùng bị uy hiếp ở hạ lưu các hồ chứa nguy hiểm. Thưa quý vị, Nhật báo Chiết Giang đưa tin vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua, bầu trời ở trung tâm thành phố Hàng Châu đột nhiên nhiều mây, có gió mạnh, sấm sét và mưa rông bất ngờ khiến người qua đường hoảng loạn. Phóng viên nhìn thấy trên đường phố Hàng Châu, nhiều cảnh sát giao thông đang giữ trật tự đứng trên và dòng xe cộ dưới trời mưa lớn. Nước mưa thấm qua áo mưa, không có chỗ nào khô trên người. Theo Cục Khí tượng Hàng Châu, từ 13 giờ đến 16 giờ ngày hôm qua, mưa bão rất dữ dội. Lượng mưa trong thời gian ngắn ở Xisa, Yuhang và những nơi khác ở phía bắc trung tâm thành phố Hàng Châu lên tới 80mm. Tính đến thời điểm hiện tại, Chuan, Jinde và những nơi khác ở khu vực Hàng Châu vẫn đang có mưa lớn. Bắc Chiết Giang hứng chịu mưa xối xả, cho thấy vành đai mưa đang di chuyển về phía Bắc. Đài quan sát khí tượng tỉnh cho biết rằng khu vực Nam Trung Bộ của tỉnh Chiết Giang vẫn là vùng ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lớn. Làng An Phúc ở thành phố Long Tuyển đã trở thành khu vực có lượng mưa lớn nhất trong đợt mưa lớn thứ 3. Từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều hôm qua, lượng mưa cục bộ đã lên tới 99,2mm. Cục Khí tượng Long Tuyển đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng. Kính thưa quý vị, mưa lớn và sấm sét đã làm ít nhất 20 người chết và 34 người mất tích tại Trung Quốc. Hàng ngàn nhà cửa cũng bị phá hủy hoặc hư hại, có ít nhất 11 người chết và 34 người bị mất tích vì bùn đá do dòng lũ cuốn theo tại hai hạt thuộc tỉnh Vân Nam. Tính đến ngày hôm nay, hơn 3.000 ngôi nhà tại tỉnh cũng bị tàn phá sau cơn bão quét qua đây vào ngày thứ Hai. Tân Hoa xã cho biết 4 người khác cũng bị chết tại khu vực Guangxi vì bị nước và bùn trượt xuống từ núi sau khi có mưa lớn tại đây. Hai hạt Heja và Long Tuyển có mưa bắt đầu từ 2 giờ chiều thứ Hai, kéo dài trong vòng 14 giờ, có lượng mưa lên đến 261mm, gây nên lũ lớn và trượt bùn đá. Trong 3 ngày qua, tại tỉnh Quảng Đông cũng đã có đến 5 người chết vì bị sét đánh. Trong năm qua, tại đây đã có 48 người chết và 39 người bị thương vì sét đánh. Vào ngày thứ Ba, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã làm ít nhất 23 người chết và 13 người bị mất tích tại Đài Loan. Trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 32 phút chiều giờ địa phương, có tâm địa chấn cách Siêu 49,7 km về phía đông bắc và sâu 9,8 km dưới mặt nước biển. Các chấn động rung đã ảnh hưởng đến những tòa nhà cao tầng tại Đài Bắc và các thành phố phía Bắc, nhưng các nhà địa chấn học cho biết hy vọng sẽ không có những thiệt hại nghiêm trọng. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc Trung Quốc đang trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ lên đến 42 độ C, thì tình hình mưa lũ vẫn còn hoành hành tại miền Nam, làm hàng chục người mới thiệt mạng. Đường phố ở Uju, miền Nam Trung Quốc chìm ngập trong nước. Ngày hôm qua, chương trình phân phát khăn ướt cho học sinh bắt đầu được triển khai tại các trường học ở Bắc Kinh nhằm giúp học sinh chống nóng khi học. Trong khi đó, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên ra đường do nhiệt độ đã vượt lên 42 độ C. Giới báo chí truyền thông đưa ra nhiều lời khuyên chống nóng cho các thai phụ, người cao tuổi và những người có vấn đề về tim mạch. Trái ngược với tình hình nắng nóng ở miền Bắc, những trận mưa như thác đổ đang gây ngập lụt và lở đất ở miền Nam nước này. Theo thống kê chưa đầy đủ, có 26 người thiệt mạng tại 3 tỉnh miền Nam. Một phụ nữ tại Bắc Kinh nghỉ mệt dưới tán dù mang theo. Giao thông tại phía đông tỉnh Quảng Đông bị rối loạn, một tuyến đường sắt dẫn đến Hồng Kông đã bị ách tắc khiến giao thông chậm trễ. Mực nước các con sông trong khu vực đã vượt quá mức báo động, chỉ tại hạt Sung Trăng. Phía bắc tỉnh Phúc Kiến đã có hàng chục vụ lở đất. Còn tại Đài Loan, mưa lớn kéo dài trong thời gian ngắn sau khi đổ bộ vào miền Bắc Đài Loan ngày hôm qua, đến rạng sáng nay đã gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung và miền Nam Đài Loan. Có thể nói khu vực Julin gần như bị tê liệt hoàn toàn. Vào đầu giờ tối hôm qua, một trận mưa lớn đã ập đến Vân Lâm. Trận mưa lớn đêm qua đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và đã xảy ra nhiều thảm họa ở khu vực Vân Lâm. Những người nông dân thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra rằng những vụ lúa sắp thu hoạch đều bị ngâm trong nước lũ. Và sáng sớm, Lý Jin-jong, chánh án quận Julin, đã tuyên bố đình chỉ công việc và các lớp học trên toàn quận. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng chính quyền phản ứng quá chậm và họ chỉ biết đó là ngày nghỉ sau khi họ đi ra ngoài. Ở Yunnan, con lạch Dahoku đã tràn bờ kè và sáng sớm gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Do tác động mạnh của nước sông nên ở miền núi cũng có cầu bị gãy. Ngoài ra, đường dây không chạy được do tàu bị ngập nước, giao thông tê liệt, đường sắt Trung Quốc phải sử dụng vận tải hành khách để nối chuyến hành khách. Vào lúc 4 giờ chiều, mưa lớn đã gây ra thiệt hại nông nghiệp ước tính ban đầu là 9,99 triệu nhân dân tệ và diện tích cây trồng bị thiệt hại là 838,24 ha. Thiệt hại về sản xuất chăn nuôi hiện tại là 2.732 triệu nhân dân tệ và thiệt hại của các trang trại gia cầm trong khu vực lũ lụt vẫn chưa thể ước tính được. Các đoạn đường vẫn bị đóng gồm Wukang Township, đường hầm của Huawei Chesterchen, cầu Yunnan Sanjay tuyến Jun 96, cầu Nancy, cầu Tuku và cầu Renseng, cầu nổi trên mặt nước đường công nghiệp ở mương sau của Beijing. do bị ảnh hưởng bởi sông bão và Phong bị mắc kẹt gây mưa lớn tại Quảng Đông, Trung Quốc đại lục. Mưa lớn kéo dài từ thứ Năm tuần trước khiến nước sông ở nhiều nơi dâng cao. Thâm Quyến và những nơi khác bị ngập lụt, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng. Cho đến nay đã có 2 người đã chết ở tỉnh Quảng Đông và hơn 100.000 người đã bị ảnh hưởng. Đài quan sát khí tượng đại lục dự báo, tại tỉnh Quảng Đông bao gồm cả châu thổ sông Châu Giang, mưa lớn sẽ tiếp diễn trong 3 ngày tới, có nơi có gió giật mạnh cấp 8. Kính thưa quý vị, tính đến tối qua, động đất kép tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 28 người thương vong. Trong đó, trận động đất mạnh 6,1 độ được xác định là dư chấn của một trận động đất từ năm 2013. Tính đến tối qua, 2 trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter và 4,5 độ Richter xảy ra tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tất cả số người chết và bị thương đều ở huyện Bảo Hưng, nơi xảy ra động đất 4,5 độ Richter. Theo thông tin từ cuộc họp báo tổ chức tối cùng ngày, Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên dẫn phân tích của các chuyên gia cho biết trận động đất 6,1 độ Richter là dư chấn của trận động đất 7 độ Richter xảy ra từ ngày 20 tháng 4 năm 2013. Hai trận động đất này cách nhau 9 km. Trước đó, theo thông tin từ mạng lưới động đất quốc gia Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương với độ sâu chấn tiêu 17 km. Sau đó 3 phút, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ ở độ sâu 18 km cũng xảy ra tại huyện Bảo Hưng thuộc thành phố này. Các nhà chức trách thành phố Nhã An đã điều động hơn 4.500 người đến khu vực động đất, gồm các nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và quân đội. Theo thống kê sơ bộ, có 196 sự cố địa chất tiềm ẩn trong vòng 20 km tính từ tâm chấn. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó cấp độ 3 về phòng chống thiên tai địa chất và cử đoàn chuyên gia đến khu vực động đất. Các chuyên gia nước này cho biết đây là trận động đất có cường độ lớn nhất trong 9 năm qua tại khu vực này, đồng thời dự báo những trận động đất lớn hơn có khả năng xảy ra tại đây trong những ngày gần đây. Tỉnh Tứ Xuyên là khu vực dễ xảy ra động đất ở Trung Quốc. Năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Vấn Xuyên của tỉnh này, đã gây ra thiệt hại lớn về người và của, cướp đi sinh mạng của hơn 69.000 người. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.